Làm huấn luyện viên của Gundogan như Pep Guardiola tại Manchester City đôi khi lại khá đơn giản. Cứ giao cho tiền vệ người Đức nhiệm vụ nào đó và anh sẽ luôn hoàn thành xuất sắc. Cậu ta có thể thực hiện mọi nhiệm vụ và mọi nhiệm vụ ấy đều được cậu ấy thực hiện xuất sắc. Chính nhà cầm quân người Tây Ban Nha xác nhận về khoái cảm nhàn nhã hiếm thấy trong vai trò dẫn dắt câu lạc bộ. Trong trận đấu với Leeds United vào cuối tuần trước, Guardiola bố trí Gundogan thi đấu sâu trong hàng tiền vệ để thay cho Rodri. Nhiệm vụ không phải ai cũng được tin tưởng giao phó. Và tiền vệ người Đức đã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn thậm chí ghi thêm hai bàn thắng tuyệt vời. Đến trận đấu gặp Everton ngày hôm qua, Gundogan trở lại với vai trò quen thuộc hơn, đó là tham gia nhiều hơn vào mặt trận tấn công. Với vị trí tiền vệ tổ chức lệch trái, anh lại ghi bàn, vẫn cú đúp bàn thắng. Bàn đầu tiên trình diễn kỹ thuật điêu luyện và trí tưởng tượng phong phú. Bàn thứ hai cho thấy khả năng đá phạt hàng rào lợi hại. Còn nhớ mùa giải 2018-2019, Gundogan đảm nhiệm vị trí tiền vệ mỏ neo thay cho Fernandinho dính chấn thương dài hạn. Và Guardiola kết luận Man City không thể đăng quang nếu như không có đóng góp của cựu cầu thủ Dortmund. Mùa giải này, anh vẫn chứng tỏ được tầm quan trọng không thể thay thế để Man City chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng và hướng tới cú ăn ba. Giới quan sát có thể bất ngờ bởi tài nghệ của Gundogan trong bàn thắng thứ nhất tại sân Goodison Park. Thế nhưng nền tảng và đẳng cấp là phong cách mà cầu thủ kỳ cựu này sở hữu. Mẫu tiền vệ hoàn thành mọi nhiệm vụ theo phong cách rất riêng. Gundogan có thể sắm vai số 9 ảo, vai trò không chỉ xuyên qua hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn mà còn lùi xuống hỗ trợ hàng tiền vệ chiếm ưu thế kiểm soát bóng. Anh cũng có thể lùi xuống đá cặp với Rodri hoặc một mình đảm trách nhiệm vụ tiền vệ mỏ neo. Và vị trí quen thuộc nhất của Gundogan ở Man City đó là tiền vệ tổ chức lệch trái. Vai trò tương tự như Xavi, nhưng vị trí thì lại giống với Iniesta ở Barca trước đây. Đó là mẫu tiền vệ toàn năng 3 trong 1. Và dù Gundogan thi đấu ở bất kỳ vị trí nào trên sân, cho dù chỉ trong vài phút hay suốt trận đấu, Guardiola luôn an tâm về những cú chạm bóng mượt mà, những đường truyền ổn định, sự kiên trì, khả năng đọc tình huống để bọc lót và quan trọng không kém đó là nhãn quan nhạy bén để phát hiện ra kẽ hở nơi hàng phòng ngự đối phương nhằm thực hiện hành động xuyên phá. Thực tế rằng Man City chưa bao giờ hoang mang dù phải chia tay những trụ cột. The Citizen có thể tôn vinh Vincent Kompany, David Silva, Sergio Aguero bằng những từ ngữ có cánh, nhưng sự ra đi của những huyền thoại này không hề để lại bất cứ khoảng trống nào. Sóng sau, sổ sóng trước, Pep Guardiola luôn có phương án hữu hiệu để thay thế mọi cầu thủ. Tuy nhiên, đánh giá công tâm thì Man Xanh rất khó để tìm được cầu thủ toàn diện theo kiểu 3 trong 1 giống như Gundogan. Cầu thủ này sẽ hết hạn hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và anh được đồn đoán sắp chuyển sang Barcelona. Guardiola hiểu điều này. Tôi đã nói về bản hợp đồng, câu lạc bộ quan tâm và biết ý kiến của tôi như thế nào. Họ là cấp trên của tôi, chúng tôi sẽ cùng đưa ra quyết định, dù tích cực hay tiêu cực. Ông nói về trường hợp Gundogan trong buổi họp báo sau trận thắng Leeds United. Phát biểu đó cho thấy Guardiola muốn Gundogan ở lại bằng bất cứ giá nào. Nhưng quan điểm của ông chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ ban lãnh đạo của Man City. Bởi vậy, khi được ai hỏi muốn giữ chân Gundogan hay không, Guardiola lập tức trả lời là có, nhưng chỉ có thể lập lờ rằng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, có thể cậu ấy sẽ ở lại và hy vọng là như thế. Guardiola đánh giá cao Gundogan không chỉ trên sân cỏ mà còn cả trong đời sống. Tiền vệ người Đức được đồng đội bầu làm đội trưởng chứng minh uy tín và tầm ảnh hưởng. Pep miêu tả, cậu ấy không nói nhiều nhưng mỗi khi nói, tất cả đều chú tâm lắng nghe, đó là sức mạnh của thủ lĩnh. Cậu ấy thể hiện tinh thần lãnh đạo trong mọi buổi tập, luôn đến đúng giờ và tập trung vào công việc suốt 24 tiếng. Và cậu ấy cũng hoàn hảo như vậy ở trên sân bóng. Ở trong vòng cấm, cậu ấy sở hữu bản năng săn bàn đáng kinh ngạc. Cậu ấy cũng có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ mỏ neo mà không gặp bất chút khó khăn nào. Điều đó đã được chứng minh khi ở mùa giải trước, khi Fernandinho dính chấn thương và cậu ấy nhiều lần thay thế. Trong những trận đấu trước đối thủ kiểu như Burnley, bóng dài được sử dụng nhiều và có vẻ như cần một tiền vệ sung mãn. Gundogan không phải là mẫu tiền vệ như vậy, nhưng cậu ấy thật thông minh và khôn ngoan để xử lý mọi áp lực. Ông nhấn mạnh thêm về năng lực đặc biệt của cậu học trò. Vậy có vẻ rõ ràng là câu lạc bộ muốn giữ Gundogan lại, nhưng không phải là với mọi giá. Vấn đề ở đây là Man City chỉ đề nghị một hợp đồng gia hạn 1 năm. Gundogan muốn ở lại, nhưng nếu như là thêm 2 năm. Barcelona thì đang đề nghị 2 năm và đó là điều hấp dẫn đối với tiền vệ người Đức và cả gia đình của anh ta. Vợ của anh đang mang thai đứa con đầu lòng và sự ổn định là điều rất quan trọng.
Thường thì tại Man City có những lý do rất chính đáng cho các quy định như vậy, ngay cả khi truyền thông và công chúng không hiểu. Chẳng hạn như từ bỏ một cầu thủ họ thực sự muốn ký hợp đồng trong một vị trí mà họ thực sự muốn củng cố vì mức phí chuyển nhượng quá cao, và sau đó thì không ký hợp đồng với một lựa chọn khác nếu như không có ai được coi là đủ tốt. Vì vậy, Man City thường có những quy định không phải lúc nào cũng hợp lý ngay lập tức, đặc biệt là các giải pháp chi thật nhiều tiền và khó để tranh luận đúng sai. 2 năm hợp đồng dành cho Gundogan là một dấu hỏi lớn, bởi tiền vệ này dù đang thi đấu rất xuất sắc sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 10 tới. Man City chỉ còn cách chức vô địch UEFA Champions League 2 trận đấu. Đầu tiên là cuộc tái đấu với Real Madrid trong trận bán kết lượt về. Ở trận đấu lượt đi, thầy trò Pep Guardiola đã chật vật mới có được trận hòa 1-1. Tuy nhiên, đó là một kết quả có lợi. Ở trận đấu lượt về tại Etihad, Man City có thể trở lại với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc để đánh bại đối thủ. Quan trọng hơn, Man City và đặc biệt là Gundogan đang có phong độ cực cao. Với mạch 22 trận bất bại trên mọi đấu trường, tiền vệ gốc thổ liên tiếp ghi bàn, thể hiện sự thăng hoa trên sân cỏ và anh đủ điềm tĩnh hơn bất cứ đồng đội nào, cũng như rất giỏi đọc diễn biến để điều hành thế trận. Trong cách thi đấu của Man City, khâu triển khai bóng bên phần sân nhà luôn đóng vai trò tối quan trọng để thao túng thế trận. Công việc này đòi hỏi chuyên gia điều phối phải sở hữu tốc độ suy nghĩ nhanh và kỹ năng chuyển bóng bậc thầy. Gundogan đáp ứng cả hai. Chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo đồng nghĩa là phải nhận bóng trong thế trước mặt là khung thành đội nhà, sau lưng và đôi khi cả hai bên là tiền đạo đối phương đang ập vào. Trong trận đấu gặp Leeds United, Gundogan đã 3 lần bị đặt vào hiểm cảnh như thế, nhưng anh xử lý gọn gàng bằng những đường truyền hoàn hảo bằng mu cho hậu vệ biên. Harry Maguire cũng hay nhận bóng trong thế như vậy, nhưng kết quả thường là các pha tấu hài. Hàng tiền vệ của Leeds United hay Everton không ngang tầm với Real Madrid. Federico Valverde, Toni Kroos, Aurelien Tchouameni và Luka Modric đều là những cầu thủ tài năng, bản lĩnh và giàu nghị lực. Như trận lượt đi, họ sẽ không để các cầu thủ của Man City nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Nhưng với lợi thế sân nhà, nhất là với Gundogan đang thăng hoa, Guardiola đủ điều kiện để áp đặt lối chơi kiểm soát bóng và thao túng thế trận để kết liễu các nhà đương kim vô địch.